Xin chào các bạn nhá. Hôm nay Hiền xuống thăm một chị ở trong cộng đồng. Chị tên là chị Dung ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Chị đang kinh doanh một cửa hàng cà phê và nước ép cũng được là 4 năm rồi các bạn ạ. Chị ấy không thành công và chị ấy mới bắt đầu vào cộng đồng của mình. Thì mình thấy chị ấy rất là nhiệt huyết và năng lượng mà kinh doanh lại không được thành công. Do vậy là mình xuống mình xem thực tế của cửa hàng của chị như thế nào, để Hiền mà tư vấn làm huấn luyện viên cho chị ấy, để lần này giúp cho chị ấy kinh doanh được thành công. Và bây giờ xin mời các bạn cùng Hiền đi vào nhìn thực tế của cửa hàng của chị ở bên trong như thế nào nhé. Xin giới thiệu với cả các bạn nhé, đây là chị Dung ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Chị cũng đã kinh doanh cái cửa hàng này là vài năm rồi, nhưng mà cũng không thành công, mà chị lại rất là thích về cái mô hình đồ uống này. Và chị đã biết tới cộng đồng trà sữa Pozzotti. Và hôm nay Hiền xuống là chị bắt đầu cửa hàng setup đây, đang lộn xộn đây này. Đây là cửa hàng cũ của chị. Nếu mà không gặp cộng đồng trà sữa Pozzotti là chị đã phải đóng cửa cửa hàng, đúng không chị? Và đây chị cũng là một người mà cũng gần như thất bại rồi, sau đó là vào cộng đồng. Đây là cái số nguyên liệu 48 triệu này các bạn này. Và hôm nay là em xuống, em sẽ nhìn thấy mô hình trực tiếp của chị như thế này, để em tư vấn cho chị setup một cửa hàng làm sao mà chị nổi nhất khu này. Ok không? Ok. Được không? Được. Nhất trí. Thế phải thật chị nhá. Thế bắt đầu là từ ngày vào cộng đồng rồi nhập hàng về tới nay, chị đã thấy là chị lãi thực sự chưa, hay là lo là bị lừa liếc cái gì? Không, ok, yên tâm lắm. Thế mới đầu có sợ lừa không? Mới đầu cũng hoang mang, nhưng mà bây giờ cực kỳ yên tâm. Ôi thế. Thế đi thế chị em mình ra ngoài nói chuyện trò chuyện đi xem nào. Rồi chị em mình sẽ bàn nhau cùng chiến lược lên setup một cửa hàng. Em hứa với chị là làm sao chứ? Chị kinh doanh đợt này là sẽ khác rất là nhiều so với các năm kia mà chị tự kinh doanh, được chưa? Nhá. Cảm ơn em nhiều nhé. Đi. Cảm ơn em nhiều lắm. Hai chị em mình ra ngoài này nói chuyện. Chị Dung ơi, chị sinh năm bao nhiêu? Chị sinh năm 18. 18? Thế chị tự dưng thế nào mà chị lại biết đến cái cơ duyên nào? Chị biết đến cộng đồng trà sữa Pozzotti? Thực sự là trước kia là chị cũng thất bại gần rồi, nhưng mà chị cũng đang đam mê, đang muốn là kinh doanh trà sữa, cái nào về cái bảng gì đây, này là của cái hãng nào đây. Và khi mà cơ duyên là Yến bán. Yến bán đầu là chị nhìn thấy Yến đăng lên là chị nhìn mình thích lắm. Đầu mới chị là người gại Yến. chị là người gại Yến. Chị bảo Yến này, Yến có cần cộng tác viên không? Yến bảo có. Thực ra cũng là cái duyên em. Thế bắt đầu là lên luôn. Lên luôn bắt đầu là uống thì cảm ok lắm. Thế bắt đầu là chị cũng trao đổi với Yến là chị cũng muốn làm. Này, thế khi mà chị lên chỗ trên nhà Yến, chị uống thử trà sữa của cô ra ấy, chị thấy khác cả trà sữa của chị không? Khác không? Khác. Khác. Ngon mà. Thế bắt đầu xong là vào rồi, xong có nghĩ rằng là mình bị lừa không? Ông vào rồi cô Yến yên tâm lắm. Cô Yến là chỗ tin tưởng là yên tâm lắm. Thế hả? Vâng. Thế bắt đầu là hôm nay là bắt đầu là chuẩn bị là sửa sang cửa hàng đó. Đây là cửa hàng tại nhà chị hả? Đây, chỗ này gọi là ban địa chỉ chính xác là bao nhiêu chị? Địa chỉ nhà chị là đây là dốc chân cầu Kiền. Đấy, dốc chân cầu Kiền thôn 3. Khu này nhà chị có công nhân không? Nhà chị ngay cổng công nghiệp em kia. Đấy, khoảng 100 mét. Đây, lên trên. Lên trên là 100 mét. Thế cổng công nghiệp thì Nam cầu Kiền. Rồi, thế bây giờ chị bắt đầu chuẩn bị vào làm, chị có cái dự định dự kiến là mình sẽ thành công không? Nói tóm lại là chị đam mê lắm. Đam mê rất đam mê luôn. Rồi, em hôm nay em xuống em nhìn thấy cái mặt bằng của chị ấy, nó tuyệt vời quá, mà nó lại là của nhà chị. Do vậy là em sẽ sắp xếp lên chiến lược, hướng dẫn setup cho chị làm sao mà chị bán hàng cái khu này lại cạnh khu công nhân ở đây nữa, mà này là mặt tiền của nhà chị. Mà chị không thắng lợi thì không ai thắng lợi được. Đấy, chị nhìn thấy cái trà sữa mà bình thường chị làm khi mà chị chưa vào cộng đồng, trà sữa của chị có được như thế này không? Còn bây giờ như này. Mà chị thấy không? Bình thường trước đây là chị bán hàng chị vẫn phải nhập nguyên liệu đúng không? Đúng rồi. Thế mà nhập nguyên liệu thì người ta có quan tâm của chị đến như thế này không? Người ta có về thăm chị không? Không em ơi. Đấy, bán xong là xong đúng không? Bán xong là xong. Nhưng bây giờ là chị vào cộng đồng, chị không phải mất tiền gì. Tiền pha chế, đi học pha chế là được miễn phí hết. Ai dạy mình? Xong rồi là lại được học cách bán hàng online. Xong bây giờ lại được em trực tiếp đã là người kinh doanh trà sữa trong 15 năm nay cực kỳ là thành công rồi. Nhưng nếu không có chiến lược kinh doanh thì chị cũng không thể nào mà thành công được đúng không? Đúng. Thế do vậy là bây giờ cộng với sản phẩm ngon, biết cách làm marketing, xong cộng với các cái chiến lược của em kinh doanh nữa thì chắc chắn là chị sẽ thành công. Đúng không ạ?
em hứa là em sẽ hướng dẫn chị thiết kế lên một cái cửa hàng này. Chị chỉ khoảng cho em, bỏ cho em đầu tư từ A đến Z đây nó khoảng 100 triệu thôi. Thì nó đẹp tuyệt vời luôn. Thì chị làm bây giờ, thì từ giờ đến Tết có khi chị đã lấy được lại vốn rồi. Mà ra Tết thì chị kinh khủng luôn. Do vậy là chị phải làm rất là đàng hoàng. Sản phẩm rồi, biết cách marketing rồi. Bây giờ nhà mình có mặt bằng như thế này thì phải làm sự trải nghiệm cho khách hàng thật tuyệt vời. Bởi vì nhá, người ta đến nhà chị chơi, nó nhìn thấy quán đẹp này chị sướng không? Sướng đó. Chứ thế đang trông chờ em này nó dán mình em mê rồi. Bình thường sáng quán này. Chị thấy không, bình thường nếu như mà chị mà phải mất tiền mua nhượng quyền thì một cửa hàng trà sữa thế này phải setup là từ 700 triệu trở lên đến 1 tỷ thì mới setup được cửa hàng. Vì chị phải trả cho em riêng tiền nhượng quyền đã là 290 triệu rồi. Và ngoài ra như bán được hàng tốt nhá, chị lại phải còn phải trả cho em phí 5% tiền cái tổng doanh thu của chị, đúng không ạ? Mà chị cũng chỉ được nhân viên của em phục vụ thôi. Nhưng sau khi chị vào cộng đồng, nếu như chị thực sự mà chị tha thiết muốn thay đổi cuộc sống, muốn kinh doanh, phát triển công doanh thì mình tốt lên, thì em sẽ là huấn luyện viên hướng dẫn chị trực tiếp. Chị chỉ cần làm theo thôi là đã thành công rồi. Mà điều đó hoàn toàn miễn phí, đúng không ạ? Bây giờ chị có cái lời khuyên nào hay cái sự nhắn nhủ nào cho những cái anh chị em mà cũng có thể là giống như chị trước đây, chị chưa thành công ấy, thì chị có nhắn nhủ gì với lại anh chị em mà họ đang lưỡng lự vào cộng đồng của trà sữa Vozati mình nữa không chị? Chị có thể chia sẻ cho các bạn biết một chút. Mình thì mình cũng muốn nhắn nhủ anh chị em là nếu muốn đầu tư kinh doanh ấy, thì lên đầu tư vào mạng trà sữa Vozati. Và mạng trà sữa Vozati này được các huấn luyện viên này rất nhiệt tình và ủng hộ, phải nói là trên cái sự mong đợi của mình. Vì không phải là mình mà nói phải là công ty mà hướng dẫn các bạn, là có rất nhiều đồng đội anh chị em đi cùng nữa. Mình không phải đi một mình, đúng rồi, mà mình đi rất là nhiều người, và trong cộng đồng ai biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Và kinh doanh thì cái mục tiêu tài chính nó là trên hết, chứ không phải là cái loại kia. Và cộng đồng của Hiền nhá là sẽ thống nhất như này, là mình sẽ không phải là vào cộng đồng để mình nói chuyện tán phét hay mình nói chuyện trên giờ rơi bể, mà mình chỉ nói đến về mục tiêu kinh tế kinh doanh của mình, để mình làm sao mà Vozati về tới khu vực nào là mình phải làm chùm khu vực đó. Và mục tiêu của cộng đồng của anh chị em mình là trong năm 2024 cái trà sữa của anh chị em mình nó phải đi vào mọi ngõ ngách của từng nhà dân, đúng chị? Mình phải trở thành một thương hiệu trà sữa quốc dân mang tình yêu thương, những cái ly trà sữa ngọt ngào này tới những em bé cho tới các bạn trẻ. Còn tuổi anh chị em mình thì sẽ dùng cà phê, trà ô long, trà hoa quả, có rất nhiều loại, đúng không? Chứ không phải là mỗi trà sữa không, đúng không? Đó, anh chị em đây là nhìn thấy những nhân vật hay thành viên trong cộng đồng của Vozati mình rồi. Thì tất cả có cái địa chỉ nó rõ ràng đây. Và khoảng sau một tháng nữa anh chị em mình sẽ nhìn thấy cái sự lột xác của cửa hàng này. Và nếu như anh chị em mà còn chần chừ hay là có những cái câu hỏi thắc mắc như thế nào thì tất cả hãy để dưới cái bình luận, thì Hiền và cộng đồng trà sữa Vozati sẽ sẵn sàng giúp đỡ và trả lời hết các bạn nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại.